Ba Hạp không đáng sống vì đã biết quá nhiều. Còn tôi thì tin ông, và không ai có thể thay thế ông được trong lòng của tôi. Ông làm tôi quá thất vọng rồi ông Lâm mà. Mình ơi, vậy còn những người này tại sao lại có mặt ở đây? Có mặt ở đây lột mặt nạ ông ra, và kế hoạch này là của tôi. Mấy chú Ba Hạp không có quay lại để chứng kiến cái cảnh mà ông giết cha tôi, mà chính tôi nhờ chú Ba Hạp nói với ông như vậy đó, để cho ông hoảng loạn. Còn chuyện cái cúc áo thì sau khi biết tất cả sự việc, tôi đã tương kế tụ kế. Và đầu tiên tôi viết gửi cho một bức thư cùng một chiếc cúc áo, để cho ông hoang mang và hoảng sợ, và tôi dụ dỗ ông tới đây để chính miệng ông khai ra ông chính là hung thủ giết chết cha tôi. Sao bây giờ cháy nhà thì là mặt chuột rồi đúng không? Mày, mày khôn ngoan lắm. Tất cả là do mày à? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ lột cái mặt nạ ông xuống mà. Mình à, nghe tôi nói nè mình, tất cả những gì tôi làm là vì mình. Lúc nào ông cũng nói câu đó hết. Đến bao giờ ông mới nhận ra tội lỗi của ông hả ông Hai Thất? Mình à, tất cả những gì ông nói là sự thật, có phải là sự thật hay không? Đúng, tất cả những chuyện đó là do tôi làm. Tôi làm đó. Nhưng mà mình à, vẫn còn một chi tiết nữa tôi chưa nói cho mình biết. Đó là chi tiết này rất là quan trọng. Đó là trước khi thằng chồng em mất, nó gian xin tôi tha mạng cho nó, và nó đã đồng ý nhường mình lại cho tôi. Ông đừng học giả dối nữa, tôi không tin ông đâu. Mình à, anh Thành không bao giờ nói những điều như vậy. Mình đừng à, nói nữa, tôi không tin. Mình à, ông Mai, Mình à, đứng lại. Nhậu cho tôi giết má của tụi mày luôn đó. Tao đâm má tụi mày bây giờ. Ông bình tĩnh đi, ông đừng có manh động nha. Ông Lâm, nghe anh nói đây, nếu như tôi không có mình ở trong tay thì không có thằng nào có quyền đó, mình hiểu không? Ông Mai, đứng lại. Mày đứng yên đó, tôi giết chết má tụi mày bây giờ. Lần này tôi sẽ không để cho ông thỏa mãn đâu. Tôi thà chết, tôi cũng sẽ không theo ông. Mình à, và không để ông hủy hoại những đứa con của tôi đâu. Mình à, con à, má, 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 tụi nó, má, má, tụi mày tránh ra, tránh ra, tao giết tụi mày hết bây giờ. Đứa nào nhào vô tôi chém từng đứa. Tránh ra. Mình ơi, tại sao mình lại dại dột như vậy chứ? Mình, ông hãy thức tỉnh lại đi. Ông sai quá rồi. Mình ơi, tôi làm như vậy để cho ông hiểu những hậu quả mà ông đã gây ra sẽ không thoát được lưới trời, và không mang lại kết quả tốt đẹp đâu. Mình à, tụi bay giang ra, tụi giết tụi bay bây giờ. Mình, từ trước tới giờ anh làm tất cả là vì mình.
Vậy mà sao? Mình ruồng rẫy anh, chấp nhận cái chết đây mà xa anh. Nhưng không, không bao giờ, không bao giờ anh để mình xa anh. Anh có chết cũng mang mình theo. Anh có chết cũng mang mình theo. Ba, tụi mày buông ra, tụi mày buông ra đi. Tụi mày tránh ra coi, tao giết tụi mày bây giờ. Buông ra, buông ra. Khốn nạn. Má ơi. Mấy người là ai vậy? Ông Lâm, ông đã bị bắt, về tội giết người. Không, tôi vô tội mà. Nguyện sĩ đã 30 năm rồi, không đủ bằng chứng, tôi vô tội. Buông tôi ra, thả tôi ra. Má đi. Không, trả vợ lại cho tôi. Má ơi. Trả vợ lại cho tôi. Thả tôi ra. Tôi vô tội. Má, má xin lỗi má. Trận. Má sao má? Trận. Con chịu gọi má là má rồi sao? Má theo người sao nè má? Má Quỳnh, má ăn sao rồi? Má chảy máu rất là nhiều. Em nghĩ là phải đưa mọi người đi nhà thương đi anh. Đi nhà thương. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.